Không như tại vì hồi nãy cũng chỉ là vô vừa qua vừa tới giờ tôi chỉ chia sẻ thế thôi. Nhưng mà đã ở đâu cũng gì đó thì giờ mới biết có qua qua các đọc không các bạn tin yêu á. Không mình nhớ thì con trai tin yêu là bình dạng bảo là đặc điểm chung của tin yêu ấy là cái điểm rất là tham làm tham học tham điểm tham kiếm tiền nói chung là dễ làm chồng đó gì thực ra tin yêu khá là hiền cho đến khi chúng nó hết hiền. Các bạn có hiểu là nó giống như một đất ấy, nhưng mà các bạn đã bao giờ nghe pháo đài đưa tin là sạt lở đất thì nó như nào chưa? Tin yêu nó hay thế, tin yêu từ nhà đất mà nếu như nhiều tin yêu rất là lì đúng không ạ, tin yêu lì lắm. Bạch dương á, bạch dương thì lại kiểu nếu như mà mình nhớ chính xác thì bạch dương nó rất là mềm mềm, sau rồi nó thân thiện, nó hòa đồng với mọi người ấy, nhưng mà khó mà bạch dương á. Bạch dương nó sẽ là kiểu ngoài mặt thì rất là mềm lớn, trong lòng thì sẽ có những cái đổi lắm nghe. Bạch dương thì khá là mình tiếp xúc với bạch dương ngoài đời thì thấy dễ chơi. Khi nào bốn mưa rồi nó bị khả năng lãnh đạo rất tốt về mẹ mình, khả năng lãnh đạo rất tốt luôn, và tất cả những cái mẹ mình làm đều
thấy kiểu là phải nằm bộ hay gì đâu, nghĩa như kiểu người ta sư tử ấy. Còn các bạn nhìn thấy sư tử thì các bạn sẽ kiểu quá bỏ đôi cái lên tương để chó ta lên đặt chó luôn, hoặc là nhá, nó sẽ vừa bộ nhưng mà vừa bộ trong cái là
đứng ở ngoài thì là bừa bộn, nhưng vừa rồi nó là sạch cả. Tức là đồ đạc của chúng tôi thì tôi để như thế là có lý do của chúng tôi.